Sáng ngày 2 tháng 1, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 34 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trưa ngày 1 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đá gà, tạm giữ 34 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trước số nhà 15/70A/36 Hòa Bình, phường 3, quận 11 do Nguyễn Ngọc Thọ, 27 tuổi quê Bến Tre đứng ra tổ chức. Lực lượng công an đã tạm giữ 2 con gà đá, hàng chục xe máy, hơn 30 điện thoại di động cùng hàng chục triệu đồng. Tụ điểm đá gà này hoạt động cách đây chừng nửa tháng nhưng thu hút rất nhiều con bạc đến từ các quận trên địa bàn thành phố tham gia sát phạt nhau, gây nhiều bức xúc cho người dân ở khu vực xung quanh.